Huy Lê mày miền Nam để chờ. Thật sự ra Huy Lê với tao á, với Mai Bùi với chàng coi này kia là xích mích chừng nào đã lâu, nhưng người ta đã dám xuống tới nơi và quay được một đoạn video đó, và người ta bị là ép mời lên trên đó làm việc à, là tao cũng đã thấy một người đó là như thế nào rồi. Người ta dám xuống tới nơi, mày thấy người ta đi mưa không? Mà khi đầu tụi mày nói hả là tin thật hay tin giả, đừng có mà hả đăng bài lên rồi là ăn chặn trên xác chết người ta à, Đấy đăng bài lên để mà lừa hải ngoại. Tao nói chứ đấy, thấy không, ăn chặn trên xác chết, lợi dụng trên xác chết đó, thấy chưa? Tụi chúng mày, cái đám dâm chủ cũi của bọn chúng mày á ha, và cái đám cái đám mà ngụy quân ngụy quyền đi trước 1975 á ha, chúng mày á đừng có lợi dụng mà cái xác chết cái thằng đó ha. Tao nói cho lũ chúng mày biết ha, chúng mày có ngu có ngục quá, tụi mày ăn tiền trợ cấp á, tụi mày già rồi lo ăn tiền trợ cấp đi, lo mày dưỡng già đi, chứ đừng có nghe trong nước á là nói ờ bây giờ thằng này nó chết vậy tụi mày không chấp nhận cái chuyện chết của nó, mà chúng mày vu khống lên cho công an. Tao nói cho chúng mày biết nè ha, nó chết tại nhà riêng của nó ha, ha nó tự sát tại nhà riêng, nó dính gì chắc gì tới công an, mà chúng mày nói là công an cắt cổ em đó, đặng tao lấy những cái của tụi bay ha, tao trả lại cho tụi bay, tao lấy những cái chứng cứ của hai bên tụi bay đấu đá nhau, đặng chi vì kinh doanh xác chết đó, tao lấy tao đưa lên đây tao cho chúng mày thấy coi coi tao vạch ra như cái đúng không. Chúng mày cho bỏ cái từ mà vu oan giáo họa cho đảng nhà nước ha, coi cái từ mà thằng Ngô Đình Diệm nó chết đó, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, tụi mày giết nó đó, tụi mày vu oan cho ai hả? Rồi cái thằng bữa hổm thằng em 20 tuổi hay gì ở ở ở Bình Thuận đó, tụi mày nói là em đó đã chết rồi. À, em đó đã bị đảng nhà nước giết chết rồi, vài hôm sau em đó tự đi ra đầu thú ha, cũng chính chúng mày cũng vu khống đảng nhà nước, vài hôm sau em ra mà đầu thú nữa. Anh chị em nhắc giùm cái tên em đó giùm, cái tên em gì bữa hổm 20 tuổi đó ha, em gì 20 tuổi đó, các anh chị cho mình cái tên của em gì 20 tuổi Bình Thuận đó, mà nó nói là đảng nhà nước mình bữa hổm công an mình giết giết cái em đó ha. Một chút nữa mình search lên Google là mình đưa cái em đó ra cho thấy, cho chúng mày thấy tao vạch tội chúng mày ra, tao vạch cái bản mặt chó đẻ, cái bản mặt khốn nạn. Phi Hằng Phan Thị tố cáo những cái đám dâm chủ cụi lợi dụng cái xác chết của em Hoàng Anh nhìn này như thế nào. Đây là Facebook của Hằng Phan, là những người này là từng chống cộng ha, những người này là mình gọi dâm chủ cụi đây, và những người này đang vạch mặt của cái những người mà kinh doanh xác chết của em gì em Hoàng Anh ở Kiên Giang đây. Mình đọc cái túc của cái cô Phan Hạ Phi Hằng Phan Thị này cho các anh chị em nghe nha. Cái túc này là cái túc của Phi Hằng Phan Thị vạch mặt của đám dâm chủ cụi bên kia ai, và những người mà đang kinh doanh trên xác chết của em Hoàng Anh ở Kiên Giang. Đây là cái túc của cái người Phi Hằng này là dâm chủ cụi đang chống phá nhà nước, đang vạch mặt bên kia, đang kinh doanh trên xác chết. Đây là đoạn clip ngắn đám tang của Hoàng Anh mà mình lấy từ Facebook Xuân Hồng. Hoàng Anh chết là có thật, nhưng có chết vì bị công an mời tham gia cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 và chính công an gây ra cái chết cho em không? À, thì có người xác minh trả lời không phải vậy. À, của Phi Hằng đó ha. Tờ giấy mời từ ngày 26 tháng 9 2017. Như vậy trước ngày Hoàng Anh chết, Facebook của Hoàng Anh không hề đăng tin gì về việc bị công an mời, cũng như thông báo cho mọi người là mình sẽ lên làm việc với công an. Sau khi Hoàng Anh chết, có rất nhiều Facebook đăng tin là Hoàng Anh chết do bị công an mời và đánh hay xiết cổ chết gì đó. Có người đưa tin hắn đưa tin hẳn cả hình ảnh cái xác nào đó và cho là của Hoàng Anh bị xiết cổ chết. Như theo tôi biết, hình ảnh đó không phải của Hoàng Anh. Đúng, thấy chưa? Cái đám bao que khốn nạn của tụi mày thấy chưa?
chính là con dâm chủ cụi, con Phan Hằng nó dạch tội của chúng mày. Hang tao đọc cái status của con Phan Hằng đó, không phải của Hoàng Anh. Cho đến thời điểm này, từ phía gia đình của Hoàng Anh chưa hề lên tiếng từ việc con em họ bị công an mời lên và giết chết, cũng như chưa có một hình ảnh nào xác thực thực việc em bị công an đánh chết, đánh giết chết. Chết con đĩ mẹ tụi bay chưa? Xem clip đám tang Hoàng Anh chúng ta cho có thấy điều gì đó căm phẳng từ gia đình con họ bị giết chết không? Gia đình Hoàng Anh làm nghề lò ấp dịch. Theo Hằng hiểu thì cũng giống như họ buôn bán, họ là dân làm ăn. Nơi gia đình Hoàng Anh sinh sống, bà con dòng họ cũng đông. Các bạn nghĩ dòng họ người ta có thể im lặng trước cái chết của con em họ nếu do công an gây ra hay sao? Chết con đĩ mẹ cái đám bao que bây rồi ha. Bao que tụi bay bị bao que chúng bay dạch mặt nhục nhã chưa? Nhục nhã chưa các con? Vào gia đình Hoàng Anh các bạn có im lặng không? Còn riêng tôi thì không. Người thì cũng đã chết, lý do chết vì lý do đó gia đình không muốn mọi người đào sâu và biết. Họ làm đám ma chôn gấp cũng có lý do, nên chúng ta tôn trọng người đã khuất. Cũng như gia đình đã khuất dĩ nhiên không phải vì do công an đánh chết. Các bạn có thấy mình vô duyên khi giật tích mọi việc lên để dựa vào điều này để kêu gọi tiền để giúp đỡ gia đình em, trong khi gia đình em không hề biết gì về việc này? Chết con đĩ mẹ chúng bay chưa? Cho chúng bay ha, lợi dụng cái xác chết ta, tụi bay tự kinh doanh ha, tụi bay kêu góp, khuyên góp tiền đặng tôi chúng bay lấy tiền đặng bay ăn bay giọng ha. Bị con Phan Hằng nó dạch mặt chúng bay. Việc lợi dụng một người đã khuất để trục lợi là điều rất ư khốn nạn. Chết mẹ chúng mày chưa? Khốn nạn chưa bao que ha. Chính chúng mày giặt đó ha. Chúng ta đấu tranh mang điều gì tốt về cho Việt Nam, chứ không phải lên đây để mưu cầu ích lợi, để phải lợi dụng cả người chết để kiếm tiền như thế. Chết đĩ mẹ chúng mày chưa? Chúng mày giặt mặt chúng mày thôi. Tự bao que chúng mày, giặt tội chúng mày thôi. Tôi chưa hề biết em, nhưng tôi thấy việc các bạn làm khiến em ra đi không được thanh thản. Tôi chạnh lòng bức xúc. Các bạn bịa chuyện vu khống cho công an giết em có mục đích, có lợi ích riêng cho các bạn, nhưng các bạn vô tình làm ảnh hưởng đến em cũng như gia đình em. Nếu công an trong trường hợp cần phải làm sáng tỏ và công bố về lý do cái chết của em, thì tôi nghĩ điều em và gia đình không hề mong muốn hình ảnh vì ảnh hưởng thể diện gia đình. Tôi nghĩ các bạn hãy đấu tranh cho sự tốt đẹp của mình trước đã, rồi hãy đấu tranh cho một Việt Nam tốt. Xin lỗi em, chị muốn vạch mặt những tên lợi dụng em làm lợi cho họ. Việc làm họ làm khiến em vô tình mang nợ người khác mà ra đi không thanh thản. Chết mẹ lũ chú. Đây là đây, bà con thấy nè. Đấy, của Phi Hằng Phan Thị đưa nè. Đấy, có ai quốc hạn không? Ha? Có ai khóc lóc hay quốc hạn mà bà công an mình không? Tôi mở tiếng lớn lên luôn đó nha bà con. Tiếng hát luôn nè. Đấy ha. Lâm Văn Hà vô đây thì ngồi im, xúc phạm Bác Hồ thôi mà chữ tục chữ thề là tôi chặn khỏi coi nha. Đấy, cái đám dâm chủ cụi của chúng mày lợi dụng cái hình ảnh, cái xác chết của em mà chúng mày đi kinh doanh, tụi mày ăn trên xác chết của em như vậy. Tụi mày quá khốn nạn, quá khốn nạn. Gửi clip, gửi em clip đi chị. Ừ, tí nữa chị gửi cho em. Tụi mày quá khốn nạn, tụi mày nhìn cái đám ma của em có cái gì mà để mà la làng la xóm hay là quán hẳn mà công an không? Chính chúng mày lợi dụng Phi Hằng Phan Thị là những người đi đấu tranh cho ra, mà cùng đấu tranh là những người dân chủ cụi của tụi bay đó, dạch mặt chúng bay.
Chứ không phải ở đây là những người dân như tao, miễn tao lên vạch mặt chúng mày thì chúng mày nói tao là vu khống chúng mày ha, là chúng mày gọi tao là bưng bô cộng sản là vu khống cho tụi bay. Chính tụi bay, dân chủ của tụi bay ha, đám phản động tụi bay, vạch tội của chúng bay, tụi bay nhục nhã chưa, tụi bay công an vu khống cho an ninh chưa, cái đám chó đầu trâu mặt ngựa của tụi bay ha. Đây là sự khốn nạn của những người vì đồng tiền bán rẻ lương chi đấy. À, bán rẻ lương chi để kinh doanh trên xác chết của người ta mà đóng thừa cho nhà nước.